Đây, anh chọn vừa đưa một cái muối khác thì đây, cái muối kế bên này nhìn có vẻ nó bị sượng hay sao ấy. Là chất lượng về quý bà con ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trực tiếp chiêm ngưỡng cái trái sầu riêng Musakin đầu tiên tại Việt Nam. Cùng sau đó chúng ta sẽ so sánh cái cơm của sầu riêng Musakin với cơm của sầu riêng ri sáu của chúng ta cũng tại Việt Nam, để chúng ta tìm được cái điểm chung hay là cái điểm khác biệt, cái so sánh được cái độ ngon về cái màu sắc, về cái cấu trúc trái, về cái số lượng hạt của trái sầu riêng để Musakin so với ri sáu, để mà chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn và đồng thời chúng ta có thêm thông tin để chúng ta tự tin hơn chúng ta trồng sầu riêng Musakin ha bà con ha. Thì đây là trái sầu riêng Musakin, hiện tại bây giờ Oanh đang để ở trên cái bàn cân. Thì bà con có thể thấy là nó được khoảng 2 kg, gần 2,5 kg nha bà con. Và đây là sầu riêng Musakin, bà Thang thấy cái sợi dây không, là đây là nó tự rụng xuống nha, nó tự rụng xuống. Và thời điểm hiện tại bây giờ đây là khoảng tháng 5, đây là cái thời điểm đang mùa dịch, nên là sầu riêng này là sầu riêng Musakin tại Việt Nam. Còn trên tay của anh Nam hiện tại bây giờ là trái sầu riêng ri 6, và chúng ta có thể thấy nó gần 3 kg, nó khoảng 2,8 kg. Đây cũng là sầu riêng ri 6 rụng nha bà con nha. Thì bà con có thể thấy là về cái mắt của cái gai của cái sầu riêng ri 6 thì nó to hơn cái gai của sầu riêng Musakin. Thì là đây cũng là một cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận dạng được cái trái sầu riêng Musakin so với các loại trái khác. Và đồng thời có một cái đặc điểm nhận dạng vui nữa, đó là chúng ta nhìn vào cái đít. Hay là gọi là nhìn vào thôi gọi cái đít đi ha, tự nhiên quên luôn cái từ gọi gọi cái đít là cái gì, gọi đít trái đó của sầu riêng. Thì chúng ta thấy sầu riêng Musakin nó sẽ có hình ngôi sao, chút xíu nữa thì anh Nam sẽ gửi đến quý bà con, lật cái đít lên đó bà con thấy không ạ, để bà con thấy. Đó thì sầu riêng để hai cái kế bên thì gai của Musakin nó sẽ nhỏ hơn, dày hơn so với cái sầu riêng ri 6 của chúng ta. Thì đây hai trái đều ở tại Việt Nam hết và được được chín tự nhiên và hái tự nhiên hết bà con ha. Còn về cái đít đây ạ, đây là cái đít thì bà con có thể thấy được cái hình ngôi sao năm cánh của trái sầu riêng Musakin trên màn hình đúng không ạ. Sầu riêng Musakin nó có cái hình, cái đít nó có hình ngôi sao năm cánh, và nó hơi cái cuốn ở cái rốn nó hơi lõm vô một xíu ha bà con ha. Còn sầu riêng ri sáu hoặc là sầu riêng bông thon thái của chúng ta thì nó không có như vậy, nó sẽ chu chu ra. Đó. Thì chúng ta đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đến đến quý bà con về đây, về cái cơm của nó chúng nó sẽ ra như thế nào. Và đây là cây sầu riêng Musakin đầu tiên tại Việt Nam cho trái ha bà con ha, và cơm ăn thì khá là ngon. Và thời điểm này đang thời điểm mà cây sầu riêng Musakin này mang trái đang là thời điểm nước mặn nha bà con nha, đang là thời điểm nước mặn ha bà con ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xẻ cái trái sầu riêng Musakin này ra xem là nó có ngon thật sự hay không. Mà sao nó được lệnh danh là vua của các loại sầu riêng. Và sầu riêng Musakin thì có xuất xứ từ từ Malaysia nhé bà con nhé. Và được trồng ở vùng đồi núi, cho chín tự nhiên, rụng tự nhiên. Tuy nhiên nhiều bà con thắc mắc hỏi quanh là bây giờ nếu mà chín tự nhiên, rụng tự nhiên, không lẽ ngày bán trái. Thứ nhất là bà con trồng số lượng nhiều, ngày chúng ta sẽ gom được nhiều. Cái thứ hai là chúng ta có thể cắt già, thì sầu riêng Musakin nó vẫn cho cái trái rất là ngon nha bà con nha. Còn cái này là cái vườn này của chú Sáu, là chú Sáu, cô xin lỗi, của bác Hai, là bác Hai cho chín hoàn toàn tự nhiên, neo lại. Tại bác Hai cũng muốn thưởng thức thật sự coi là cái cơm của sầu riêng Musakin thì như thế nào. Đó thì chúng ta bắt đầu nhìn trên màn hình là đang anh Trọng đang sẽ lộ hé lộ dần cái cơm ở phía sau cái lớp da sần sùi kia của trái sầu riêng Musakin của chúng ta thì nó sẽ có cái màu gì, cái cơm nó có màu gì đúng không ạ, rất là thú vị. Mỗi lần trẻ sầu riêng Musakin thì sự nước miếng của anh nó chảy, ăn sầu riêng Musakin rồi xong thì chỉ muốn ăn sầu riêng Musakin mãi mãi mà thôi, mặc dù biết là nó có thể làm mình tăng cân khá là nhiều. Và cái đợt sầu riêng vừa rồi đó đã khiến mình tăng cân là 3 kg, mà rồi mặc áo bà ba của mẹ không có còn nhiều nữa nha bà con nha. Cũng rất là nhiều hệ lụy khi chúng ta là tín đồ của sầu riêng, nhưng mà cũng không thể bỏ được đúng không ạ. Wow, bây giờ thì cái cơm của sầu riêng Musakin nó đã hiện ra rồi bà con ơi, bà con có thể thấy không ạ?
Bà con có thể thấy không ạ? Đó, cơm nó đã hiện ra rồi nhé bà con nha, rất là vàng. Bên cạnh cái vỏ xanh xanh, cái gai xanh xanh thì chúng ta thấy có những cái muối sầu riêng thì rất là vàng. À bà con ha, và rất là đầy đủ học nha. Sầu riêng Musaking có một đặc tính là rất là đầy đủ học, không có học nào bị lép hết. Mà cho dù trái nó nhỏ hay trái nó lớn thì cũng không có học nào bị lép hết nha. Bây giờ mời anh Trọng tiếp tục, chúng ta lật những cái tách những cái muối tiếp theo. Màu vàng ươm nha bà con nha. Gọi là vàng ươm luôn á bà con ha. Nhìn rất là bắt mắt. Cái muối này khi chút xíu nữa chúng ta thử, thì Quanh đã thực thử trước rồi, chúng ta sẽ diễn tả một xíu để bà con cảm thấy tò mò là cái nhìn thì rất là ráo, nhưng ăn bên trong thì nó mịn màng. Cái hương vị nuốt vào từng miếng bột sầu riêng một rất là ngon. Ê, không thể cầm được những cái giọt nước miếng, những cái sợi nhỏ li ti á, đang thèm, ai gọi là thèm nhỏ dãi. Lâu lâu là Quanh cũng rất là thích dùng những từ dân gian để có thể chia sẻ thật sự thật tâm đến với bà con, để chúng ta có thể hình dung được cái mức độ ngon là như thế nào. Để nuốt nước miếng cái nha. Đó bà con thấy không, sầu riêng Musakin thì đang hé lộ dần ở chúng ta. Bà con thấy ha, đó rất là vàng nha bà con nha, rất là vàng, vàng ươm luôn, vàng ươm luôn nha bà con nha. Bà con thấy như vậy thì đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta mua chúng ta ăn đúng không ạ? Thì như thế này, cái màu vàng này chắc chắn là sẽ quyến rũ được các cái tín đồ sầu riêng, không thể cưỡng chế lại được. Giống như Quanh nãy giờ là muốn buông cái máy quay xuống để mà ăn rồi đó, nhưng mà ăn thì sao mà nói được đúng không? Thiệt, anh chị ăn nhớ chừa em miếng nha, được ăn hết của em tội nghiệp em. Đây bà con có thể thấy sầu riêng Musakin rất là đầy đủ học ha bà con ha, rất là đầy đủ học nhá, rất là đầy đủ học thì rất là ngon, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Bà con ha, trái này nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ học, rất là chia muối rất là đều. Đó, các anh các photographer và các cameraman đang quay cận cảnh sầu riêng và chuẩn bị là cân cái cơm sầu riêng này coi là đã được bao nhiêu ký. So với trọng lượng là 2 kg. Chúng ta chuẩn bị bóc cái muối sầu riêng Musakin bỏ lên trên dĩa nha. Chưa có ai được ăn hết nha. Chưa có ai được ăn hết nha. Đợi chút xíu nữa nha. Không được manh động nha. Bình tĩnh. Ok. Đây, ai lỡm hết miếng rồi? Không thể kiềm chế được, đã lỡm hết một miếng. Do đây là trái sầu riêng Musakin tại Việt Nam đầu tiên nên là rất là nhiều các anh chị quan tâm. Quanh cũng ghi hình lại cái video này để chia sẻ đến quý bà con, để chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về sầu riêng Musakin, rồi chúng ta tự tin hơn và chúng ta trồng sầu riêng ha bà con ha. Cơm thì rất là ráo, bà con có thể thấy được cái cơm thì rất là ráo nha bà con nha, rất là ráo cơm và chia thành hạt rất là ráo. Nhưng bên trong thì như thế nào, chút xíu nữa, đợi chút xíu nữa để bà con có thể thấy ha, đợi chút xíu nữa nha. Thì chúng ta phải cân coi là cái trọng lượng cơm so với cái trọng lượng trái là sầu riêng Musakin nó đạt được bao nhiêu phần trăm. Nhanh nhanh lên anh Trọng ơi, thèm quá rồi anh Trọng ơi. Rồi chúng ta bỏ lên bàn cân nha. Ok, chúng ta bỏ lên bàn cân nha. Rồi, được 9 lạng nha bà con nha. Được 9 lạng so với trọng lượng là 2 kg, 2 kg 3, 2 kg 2. Thì để Quanh chia thử coi, chia cho chính xác ra phần trăm luôn coi. 900 g chia cho 2 kg 2 là nó được là tỷ lệ cơm là khoảng 42% bà con. Tỷ lệ cơm là 42%. Cũng ok đúng không ạ? Đầy đủ hạt, đầy đủ học hết là rất là ngon, rất là dễ chia muối như vậy, ăn rất là không bị đánh lộn. Tại sầu riêng Thái với sầu riêng Mon Thon là cái muối của nó một một hộp như vậy nó có 2 muối mà thì rất là khó chia ha, rất là khó để chia cho nhau ăn, nên là mua sầu riêng phải mua nhiều trái. Còn sầu riêng Musakin thì Quanh thấy là ăn là không bị quấn lộn, tại nó có nhiều hộp như vậy dễ chia. Ok, bây giờ anh Trọng sẽ bắt đầu nếm thử. Lão sư về kỹ thuật sẽ bắt đầu nếm thử ha. Ok, mời anh nha. Anh sẽ mở ra, anh sẽ tách trước chứ anh không đưa vô miệng, để bà con có cái nhìn cận cảnh về sầu riêng Musakin đầu tiên tại Việt Nam. Rồi.
À, rất là mùi đúng không ạ? Rất là mùi hả bà con ha? Rất là mùi, bà con thấy không ạ? Ok dạ. Rất là mùi, rất là mịn cơm nha. Đó, và rất là ráo tay hả bà con ha? Đặc biệt là cái màu vàng của nó. Cái hàm lượng đường của sầu riêng Mosakin, của nhiều tín đồ sầu riêng cũng điện thoại về hỏi quanh coi là cái hàm lượng đường của sầu riêng Mosakin thì có quá ngọt hay không. Thì kính thưa với quý bà con, thì cái hàm lượng đường của sầu riêng Mosakin thì nó vừa phải thôi. Quanh là một cái bảng rất là kỵ đường, sầu riêng Mosakin nó lại có một cái hàm lượng đường rất là vừa phải để mà chúng ta sử dụng, chúng ta dùng không có bị ngán và không có bị tăng đường, cũng không có bị quá mặt ha bà con ha. Độ béo thì cũng ít ư là vừa, nói chung nó là sự mix up, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ béo, độ ngọt và màu sắc kết hợp với những cái khác nữa đó bà con. Quan sát lại nè bà con thấy nè, nhìn tổng quan lại là cái sầu riêng Mosakin không đầy, rất là đầy đủ hộc, không có một hộc nào bị lép hết. Đây nếu mà bà con kinh doanh về sầu riêng á, thì bà con sẽ thấy là đây là một cái điều rất là vi diệu. Và những thương lái họ rất là thích, tại vì những cái hộc, những cái ngay cả chúng ta là người 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 trồng chúng ta cũng rất là thích, tại vì cây mà trái mà đủ hộc sẽ mua được giá rất là cao. Hay như thương lái họ mua từ 3 hộc trở lên, mà lỡ cái trái sầu riêng chúng ta có 2 hộc thì sao bán? Thì sầu riêng Musashi nó đầy đủ hộc như vậy thì ít nhất là một trái như vậy cũng phải được 5 hộc. Thì chúng ta sẽ bán một cách vô tư mà chúng ta không bị loại bỏ để bán giá thấp hơn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không bà con? Đó, thì bà con có thể thấy đây là sầu riêng Musashi ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xẻ cái sầu riêng ri 6 cũng tại vườn của bác hai luôn, là cũng chín tự nhiên luôn nha. Và sau đó chúng ta sẽ so sánh cái cơm của sầu riêng ri 6 so với cái cơm của sầu riêng Moskin để xem coi là cái màu sắc và cái hương vị của nó như thế nào. Và trong lúc chờ anh Trọng xẻ cái trái sầu riêng ri 6 thì Quân sẽ nói chia sẻ tiếp thêm một chút xíu về sầu riêng Moskin nữa. Giống sầu riêng Mosakin thì đang được phát triển ở Việt Nam chúng ta khoảng 2 năm gần đây và đang tạo được một cái làn sóng rất là vang trong cái giới sầu riêng, và đang được rất là nhiều các chủ đầu tư tay lớn máu mặt, và cũng như là quý bà con dân thường như là quanh cùng với các anh chị trồng, ưu ái để trồng, tại vì nó là vua khẩu sầu riêng và đang được bán giá cũng khá là cao. Chỉ sao cái thằng sầu riêng Black Thorn cũng của Malaysia nha. Sầu riêng Musakin là cái trái sầu riêng được bán với giá cao thứ nhì trên thế giới hiện nay, chỉ sau giống sầu riêng Black Thorn cũng của Malaysia nhé bà con nhé. Quanh sẽ chia sẻ với quý bà con về sầu riêng Black Thorn trong những video khác. Đây cũng là một sầu riêng rất là thú vị và cái màu sắc của nó cực kỳ đẹp, giống như là màu của hoàng cung như vậy. Hoàng cung về thì sẽ chia sẻ đến quý bà con. Thì hiện tại đang là tâm dịch, luồng dịch lần thứ hai đang bùng lên, thì thật sự là quanh cũng chưa có cơ hội được đi xuất ngoại, hoặc là các anh chị bên đó gửi về tới tay mình, tại vì cũng phải lấy trái bên đó về. Sầu riêng Black Thorn ở Việt Nam thì hiện tại bây giờ chưa có trái. Là cây sầu riêng Musa, quay lại lại cây sầu riêng Musakin của chúng ta đang được trái, đang được bán giá cao thứ nhì trên thế giới. Bà con có thể search thông tin này trên Google để bà con có thể hiểu rõ hơn về sầu riêng Musakin nhé. Và cái trái của sầu riêng Musakin thì khá là xài, sức khỏe, sự tăng trưởng của sầu riêng Musakin thì rất là ok, rất là tốt nha bà con nha. Và nó thích nghi được với hầu hết các loại thổ nhưỡng và khí hậu, và đặc biệt là cái miền Tây Nam Bộ và cái miền Tây Nguyên của chúng ta thì trồng nó rất là tuyệt vời, cây sinh trưởng nó rất là mạnh. Và một cái đương cử là bà con có thể thấy là cây sầu riêng Mosakin đang cho trái này, nó đang trồng ở cái vùng nước mặn của Cù Lao Thanh Bình. Nước thì cực kỳ mặn nha bà con nhé, nước thì cực kỳ mặn luôn nha bà con. Và những cây sầu riêng khác hầu như là nó đang không cho trái được, nhưng mà sầu riêng Musakin nó vẫn cho trái. Và quan trọng là nó bị nước mặn nó cho trái, nhưng mà chất lượng cơm của nó như thế nào thì từ nãy giờ bà con có thể chứng minh được rồi. Trái màu vàng ươm, cơm thì rất là mịn. Còn bây giờ cũng cùng một khu vườn của bác hai thì chúng ta sẽ xẻ cái trái sầu riêng ri 6 ra xem là cái chất lượng cơm của sầu riêng ri 6 của chúng ta hiện tại bây giờ như thế nào ha bà con ha. Xem là chất lượng cơm của sầu riêng ri 6 chúng ta hiện tại bây giờ như thế nào so với sầu riêng Musakin. Nhưng bà con đợi một chút xíu nữa, thì thật sự là ăn một trái sầu riêng á, trồng cực đúng không ạ, thu hoạch cực, tại leo lút trên cao mà xẻ ăn ra cũng cực nữa. Chỉ có người ăn là không có cực thôi à, nhưng ăn thì trốn tiền.
Thì giờ anh đang nhờ anh chọn là sẽ cái trái sầu riêng ri sáu của chúng ta. Đầu tiên ri sáu thì cũng là sầu riêng chín cây tại vườn luôn nha bà con nha. Cái vườn của bác hai thì không có xử lý trái, không có xử lý bằng thuốc nên là chủ yếu là sầu riêng chín cây tại vườn thôi. Rồi anh trồng đã xong rồi, sẽ đã hé mở được cái những cái múi đầu tiên, cái màu sắc của sầu riêng ri sáu rồi hả bà con. Rồi từ từ nha, ok đã hé mở rồi nhé bà con nha. Đây quanh dẹp nhọn để so cái bên này, bà con có thể thấy là về cái màu sắc thì sầu riêng Muscadine là có màu sắc gọi là ống ả và vàng ươm hơn, đậm hơn so với cái sầu riêng ri sáu của chúng ta rất là nhiều đúng không ạ? Đây thì bà con có thể thấy rõ ràng trên màn hình để có một cái nhìn rất là trực quan về cái màu sắc nha. Về cái phần múi thì sầu riêng Muscadine thì nó có độ nhỉnh hơn, nhỏ hơn so với sầu riêng ri sáu, thì cái này chúng ta nhìn trực quan thì chúng ta cũng đã thấy rõ rồi ha. Đó, anh Trọng để cái bên cho chúng ta xem. Bây giờ anh sẽ lấy một cái múi ra để mà chúng ta để lên. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái màu của nó không có được đẹp mà sắc bằng cái màu của sầu riêng Muscadine, cũng như là cơm của nó hơi bị nhão và hơi bị bè. So với sầu riêng Muscadine, hồi nãy sầu riêng Muscadine của chúng ta là sẽ ra là không có dính tay luôn hả bà con ha. Ồ, cái muối này chắc có vẻ là nó không được ngon rồi. Dùng quanh sẽ đổi một cái muối khác để trực quan hơn, để bà con có thể thấy trực quan hơn ha. Đây, anh Trọng vừa đưa một cái muối khác thì đây, cái muối kế bên này nhìn có vẻ nó bị sượng hay sao ấy. Là chất lượng về cơm của sầu riêng ri sáu trong một trái thì nó cũng không được đồng đều. Còn sầu riêng Muscadine thì các hạt đều như nhau. Bà con có thể thấy do ảnh hưởng của nước mặn thì sầu riêng ri sáu nó dù chín cây nhưng mà trái chất lượng cơm thì nó không được ngon, màu nó thì cũng không được vàng và cơm nó hình như có dấu hiệu bị sượng, bị sợi đó bà con. Quanh gờ thử rồi, ok này sượng rồi bà con ơi. Sầu riêng ri sáu của chúng ta đã bị sượng ha. Đây là do ảnh hưởng của nước mặn nha bà con nha, chứ kỹ thuật trồng sầu riêng của bác hai thì bao nhiêu năm nay rồi không có thể lẫn đi đây đâu được, nhưng mà do nước mặn thì đây là thiên tai cũng không thể nào xử lý được. Ý, cũng cái kết luận rất là thú vị là sầu riêng Muscadine nó lại có cái khả năng tổng hợp và kháng lại nước mặn tốt hơn sầu riêng ri sáu về cái chất lượng cơm. Con sẽ tiếp tục test những trái tiếp theo một cách khách quan hơn để chia sẻ đến quý bà con. Còn cái này là mình chọn một cách khách quan nè, chọn một cách lựa đại á, là xem là thấy chúng ta thấy là cái cơm của sầu riêng Muscadine là đã vàng hơn cái cơm của sầu riêng ri sáu rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn cái phần muối kia đã bị hư thì quanh bỏ ra thì cơm nó hơi nhão, còn cái muối đang trên dĩa thì nó hơi bị sượng. Còn về cái độ ngon thì sầu riêng ri sáu thì nó cũng có độ ngon riêng của nó nha. Nhưng sầu riêng Musaki thì thật sự chúng ta thấy cái màu sắc này thật sự là rất là muốn ăn, cảm thấy là rất là tuyệt vời khi ăn cái trái này ha bà con ha. Ok, cái kết quả chúng ta đã thấy sầu riêng Musaki có một cái màu sắc ống ả hơn, vàng hơn, đẹp hơn, mịn màng hơn, và thơm hơn, ngon hơn so với sầu riêng ri sáu. Thì đó cũng chính là lý do tại sao sầu riêng Musaki được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng. Và đứng ở trước cái kỷ nguyên nước mặn như hiện tại bây giờ thì sầu riêng Muscadine thì quanh thấy là nó có cái khả năng kháng lại nước mặn để tổng hợp ra một cái trái có chất lượng muối rất là ngon như vậy. Thì quanh thật sự rất là ngưỡng mộ sầu riêng Muscadine vì bạn ấy đã tự xử lý nội bộ được để mà có thể ngăn mặn, hay là bằng cách nào đó mà cơm của sầu riêng thì cũng vẫn còn rất là ngon, mà sầu riêng ri sáu thì chưa có làm được như vậy. Thì đây là một vài cái chia sẻ một cách rất là chủ quan của siêu thị cây giống cùng với các anh chị kỹ thuật muốn chia sẻ với quý bà con để quý bà con có thêm nhiều niềm tin hơn để chúng ta trồng sầu riêng Muscadine cho gia đình, cho khu vườn của mình, cho trang trại của mình. Và nếu bà con có trồng hay không thì hiện tại bây giờ thì rất nhiều các chủ đầu tư đã xuống giống với số lượng là 80 hecta, 200 hecta, 300 hecta, thậm chí là 1.000 hecta về sầu riêng Muscadine, và đã có những cái nhà máy rất là sẵn sàng để thu gom sầu riêng Muscadine thương phẩm xuất khẩu đi nước ngoài. Nên là về đầu ra cũng như về kỹ thuật canh tác thì sẽ rất là dễ dàng cho quý bà con, tại bà con không phải là những người đầu tiên trồng Muscadine nữa rồi, thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm của những người đi trước hơn. Cảm ơn quý bà con, đây là những chia sẻ quanh mong là rất là hữu ích đến quý bà con về cây giống sầu riêng Muscadine. Mong rằng bà con sẽ sớm trồng một cái vườn Muscadine cho mình và sẽ tặng cho quanh một trái để quanh có thể dùng nha, rất là ngon, rất là thèm luôn. Và
À, bây giờ thì Quanh cùng với các anh chị sẽ quay trở lại công việc của mình thôi. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Nếu cảm thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ cho những người bạn của mình cần nhé bà con nhé. À, và nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. À, phát triển một cách nhanh chóng và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh và sẽ tiết kiệm được 20 đến 30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị suy kiệt, thì sản phẩm Cubic Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm Cubic Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. À, nếu bà con quan tâm đến sản phẩm Cubic Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.